Bố lên. Ôi, chết. Ông ơi, có đau lắm không ông? Ai làm? Hả? Ai làm? Này, tuổi này rồi, có gan làm mà không có gan nhận này. Sao hèn thế? Tôi làm, tôi vừa đánh quả cầu lông ấy. Việc gì mà tôi phải chối? Chả nhẽ tôi sợ ông à? Ông các bà kia yên. Im nào. Không sợ. Thế tại sao phải hỏi đến câu thứ hai rồi mới trả lời? À. Ông nói cái giọng gì đấy? Ông này ông làm cái gì bọn tôi biết hết. Đúng nhá. Rồi. Ông ấy dám làm mà ông không dám nhận như ai kia. Này, các bà im nào. Này, ông vừa nói cái gì? Ông ám chỉ ai đấy? Ông hỏi nhá, thì tôi cũng xin phép được trả lời cho nó phải phép nhá. Thế tôi hỏi ông là bà Lan bà ấy tự dưng ở trong kho hả? Thôi, có nghĩa là nghĩa là ông bảo tôi là nhốt bà Lan ở trong kho. Thôi, các ông đừng nghĩ như thế. Tôi nghĩ là ông Sang không phải là người như vậy đâu, mà chỉ là vô tình thôi. Tôi hỏi các bà nhá, cửa thì không khóa mà người ở trong ấy chứ không phải là mèo đâu. Thế mà bảo vô tình. Mình cũng già cả rồi, bỏ qua cho nhau đi không? Tôi nói để tôi nói này bà này. Ở trong kho ấy lại là bà Lan, cái người mà mới có xung đột với ông hôm qua, đúng không? Này, tôi nói cho ông biết nhé, ai nói với ông như thế? Tôi là phải giở cái trò bẩn thỉu ấy à? Đừng mà cứ giở trò vu khống thế. Trời ơi. Ôi giời ơi. Lại hèn. Tôi nói cho chị biết, chị nghĩ tôi là một cái thằng hèn hạ đốn mặt như thế à? Dám làm mà không dám nhận thế à? Hả? Mà sao chị cũng nói thẳng vào mặt tôi? Mà chị lại làm thế? Anh cứ bình tĩnh vào trong này nói chuyện. Thật sự tôi không hiểu anh nói cái gì. Không hiểu cái gì? Tôi không ngồi. Tôi phải đứng đây nói cho rõ ràng. Tôi không thích chị thì tôi đột thẳng vào mặt chị. Việc gì tôi phải làm thế? Chị gọi tất cả cái khu dưỡng lão này xem có phải thế không? Đến cái thằng cha thưởng phó giám đốc ấy làm ăn bố láo bố toét, tôi còn chửi thẳng vào mặt đi chứ. Tôi hiểu rồi, anh cứ bình tĩnh. Mời anh ngồi. Tôi không ngồi. Hôm nay tôi phải nói cho ra ngô ra khoai, cho mọi chuyện rõ ràng. Anh không làm cái gì thì việc gì mà phải bức xúc? Tôi nói cho chị biết, ở đời ấy, cây ngay không cẩn thận ấy, thì còn bị bọn tiểu nhân nó làm cho chết đứng như thường. Ở cái viện dưỡng lão này, cái việc ăn bớt ăn xén, làm điêu làm trách, tôi biết hết cả đấy. Đừng có tưởng mà bôi nhọ danh dự của tôi, để tôi không dám bung ra hết, không dám nói ra hết đâu nhá. Chẳng qua là cái cậu đầu bếp ấy, tôi tưởng là cậu quên khóa cửa phòng, tôi mới bấm vào. Chứ không phải là tôi dở cái trò hèn hạ lén lút nhốt chị ở trong ấy đâu. Tôi đừng có mà bôi nhọ danh dự tôi đâu nhá. Tôi không nghĩ gì đâu. Sang, lại bảo đây. Phụ nữ người ta như hoa như ngọc ấy, thế cớ làm sao lại cãi nhau ầm ầm lên với họ thế hả? Tôi đứng ngoài tôi nghe thấy hết rồi nhá. Ra là từ hôm qua đến giờ thơ thẩn như người mất hồn là vì cái vụ hiểu nhầm này đấy hả? Sẽ im như thóc thế. Nói chung mà nói thì ông mà càng nóng này thì càng làm cho người ta hiểu lầm hơn mà thôi. Tôi nói ai tin thì tin, mà không tin thì thôi. Cái cùn. À đây, này, cầm đấy. Cái gì? Đưa cho bà ấy. Đây là thuốc xoa bóp tốt lắm. Bà nào? Bà Lan à? Hiểu. Đây. Cái gì? Hôm nay ở ngoài trời lạnh lắm. Ra ngoài khoác cái áo vào. Ấy ra đội cái mũ vào khỏi khổ con khổ cháu nhá. Ôi giời ơi, cứ tưởng là hầm hầm hố hố như thế rồi chả thèm nhìn mặt nhau nữa, nhưng ai ngờ cũng vẫn chu đáo ra phết đấy.